lại nghe chị nói về cái mụ gì mà kêu gọi biểu tình xong là chế cả nước độc ấy. Ừ. Cứu mình À, đấy. Sanh Hải, bà Sanh Hải, Sanh Sanh Hải Hải. hay lên diễn đàn à? Ừ, hay lên diễn đàn của ông Diệu Ngọc ở bên Cali á. Anh gọi cho Yên nhé, bảo em bảo mai mai bảo Yên gọi Bà Yên. chế tạo lắm nha, bà quay lại luôn mà, bà quay lại luôn, bà quay lại là chế vô cái bình xịt á, bà chế ra được mười mấy bình, để tới ngày 2 tháng 9 này bà sẽ giao những người trách nhiệm cầm đầu á, là mỗi người cầm một bình. Bà này rất là độc ác, thì Hà My rất là theo dõi bà này rất là nhiều, bà lên là bà nói, bà tuyên truyền mạnh lắm, bà là bà chỉ cắt đồ luôn, rồi bà là phải sống chết với là cộng sản, với là công an lực lượng, một là bà nói là bỏ mạng chết để cứu 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 đất nước, mà để làm giống như là chấp nhận chết hy sinh để cứu đất nước, để xây dựng lại đất nước, bà nói giống như một trò hề vậy đó. Thứ nhất là người ta cũng là một một cái người phụ nữ Việt Nam thì trung hậu đảm đang, thời chiến tranh là như thế, còn thời này thì là một người mẹ, là một người chị, và có thể là ở cái tuổi bà ấy là một người bà rồi, đúng không? Thì người ta bảo là phúc đức tại mẫu, một cái người mẫu, một cái người mẹ mà có cái tâm ác độc thế, làm sao mà sinh ra được những cái đứa con mà nó ngoan ngoãn tử tế được. Người ta còn phải giáo dục con cái, người ta làm từ thiện, rồi là sống phải kính trên nhường dưới, rồi là phải biết lễ độ. Thế mà bà lại Đúng lại rồi, bánh mì chị. rảnh rỗi mà làm những cái việc không đâu như thế, mà bà còn sống chết rằng là bà hy sinh để cứu đất nước. Bà có biết là cái thân người Bà Diều Hải này là bà ở ngoài Bắc này, bà Diều, bà quên, bà Sanh Hải này là bà ở ngoài Bắc á chị Hà Thu, cái bà này ở ngoài Bắc hình như Hải Dương, rồi bà lên diễn đàn của cái ông Diều Ngọc ở bên Mỹ, lên diễn đàn của ông Diều Ngọc ở bên Mỹ, mà nhưng bà này á là ở tại ngoài Bắc á, ngoài Bắc mà ở Hải Dương cái gì đó, à, không phải là Hải Dương cái gì đây mà quên này, Hải Dương gì đó mà ở miền miền quê, là bà nói là trần này là bà sẽ tới những, bà hướng dẫn tới những cái khu, những cái chỗ mà phường rồi đó, phường những cái quê rồi đó, bà nói là bà nó phải đánh như một cái trận ở Ninh Thuận vậy đó, bà khẳng định luôn mà, bà nói là trận này bà này, đâm ra là Hà My rất là bức xúc về cái bà này, bà nói là phải làm như trận như ở ngoài Ninh Thuận như vậy mới được đấy, bà là chấp nhận, bà kêu như vậy luôn mà, bà này lên diễn đàn lần nào lên mà dù ngọc bà cũng khẳng định như vậy, bà chấp nhận bà chế tạo ra những cái cây đó rồi để phải chia chừng từng người, là chứng tỏ bà này là cầm đầu nữa rồi, nhưng bà không bao giờ đưa mặt, bà chỉ nói là bà quay một bà là con hổ giấy thôi, bà cứ ngoác vòng. cái mồm ra bà ấy nói bà dọa ma, chứ chị bảo là cái lực lượng an ninh của mình quản lý từ địa phương, ví dụ như là ở cái phường của mình, ở cái khu dân cư dân phố của mình, chỉ cần có một cái thằng nào nó lạ mà nó đến, chỉ cần có một cái hiện tượng nào đó khác lạ thôi là đã bị báo lên lên chính quyền địa phương để theo dõi rồi, thì làm sao mà bà ấy có thể là tự tung tự tác được. Bà ấy chẳng qua là một cái người thì thiếu hiểu biết nên là mê 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 manh động như thế thôi, chứ chị bảo chị cứ yên tâm về cái lực lượng an ninh của mình. Cái lực lượng an ninh nếu mà những cái tội phạm bình thường, ví dụ là vi phạm về buôn bán hay là về an toàn giao thông, thì người thôi người ta cũng trăm cái lý không bằng tí cái tình. Đấy là cái truyền thống của người Việt Nam là như thế, là làm sao là cái pháp luật thì nó vẫn còn chưa ấy, là nó vẫn còn nghiêng về cái tình. Nhưng mà những cái tội phạm nguy hiểm cho xã hội, ví dụ như là ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, hay là ảnh hưởng đến xã hội, như là buôn bán ma túy, chị thấy lực lượng an ninh của mình trấn áp tội phạm nó quyết liệt lắm chứ chị? Như là cái vụ ở ở đâu nhỉ, ở miền Bắc này, ở Hà Giang à, đấy, cả một Tên Diều Sang, chị khách mời, em khách mời tên Diều Sang. cái khu mà gần như là biệt phủ của chúng nó ấy, chúng nó tách biệt hẳn ra mấy người người dân mà đấy.
san bằng hết, mà tất cả những thằng nào ngoan cố là bị tiêu diệt tại chỗ, và những thằng nào mà lúc đấy còn còn tỉnh ngộ được ra đầu thú thì còn giữ lại được mạng sống đấy. Chị thấy không, những cái tội phạm nó Bà tên nguy đó hiểm. là Sanh Hải, bà tên là Sanh Hải chứ không phải là Thanh Hải, bà tên là Sanh Hải. Sanh Hải, bà Hà My có ghi tên bà mà. Bà tên là Sanh Hải Đấy, chứ những không cái phải tội là phạm Thanh nguy hiểm thì lực lượng an ninh linh của mình trấn áp thì quyết liệt lắm chị ạ. Chị yên tâm một điều đúng. là những cái con hổ giấy đấy không làm gì được cho đời đâu. Nhưng Thực có phải sự. là mình chị em mình lên đây là mình tuyên truyền là họ rất là kêu gọi là đời cái lễ này á, là họ trần ngay cái những cái thành phố lớn, họ đi vô những cái thành phố lớn giống như họ trần là để biểu tình, là khi mà đông người để cho làm tê liệt. Chứ có một ông đó là nói là họ sẽ có cái cách để làm cúp điện, cúp đường dây điện để cho những nó nói để cắt một cái đường dây điện. Có cái ông đó biết là mình hình như có chụp hình lại á, mình chụp hình cái ông đó. Có một cái ông nữa, có một cái ông đó Hà My chụp hình lại, ông đó là ông hỗ trợ làm bên cái đường cúp dây điện, là khi mà mời cho anh Hào Nam vô là xem cũng được đấy, là để cái ông đó ông hỗ trợ về cái đường dây điện, ông sẽ cúp đường dây điện. Nên chi là mình cứ nói các anh em mình á, cái ngày mà đi lễ lộc mà đi chơi á thì nên tránh xa ra đường của mình, đừng có tới đó để dòm ngó khi họ biểu tình, họ lừa cái thời cơ đó, họ vô cái thành phố lớn họ trần lại những cái con đường đó, họ biểu tình để cho đường cái tê liệt, giống như nó nghẹt con đường, nó phải tạo ra để cho nghẹt đường tất cả giao thông hết đó. Nó muốn làm thế một cái trần như vậy nó là bắt buộc phải làm. Thì anh em mình lên đây là chủ yếu mình tuyên truyền cho những cái người á mà đi đường, ví dụ mình thấy đông vậy thôi cứ rút lui để cho những cái công an lực lượng họ dễ làm việc hơn, chứ cũng Em có nghĩ thể là có ra. bây giờ chị em mình chỉ ngồi để đợi những cái đứa phản động và những cái thành phần manh động ấy để chui Rồi vào ráp giỏ cho bên thôi. Long Hải, Chị rồi ráp, em mình đợi bọn đấy là chui đầu vào giỏ thôi chị ạ, chứ còn chị yên đúng rồi. tâm là cái hệ thống an ninh của mình từ từ địa phương đến trung ương là đều là siết chặt hết rồi chị nhé. Ví dụ như cái mấy năm trước cái chỗ em này này, người dân hầu như không biết gì nhá, mà có cái cũng bọn phản động nó kêu gọi cái bọn dân Mán Mèo ấy tự trị, đòi tự trị dẹp luôn lập tức, mà những cái mà ngoan cố là xử lý luôn chứ không 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 có chúng nó tồn tại được đâu, nên là cứ yên tâm thôi. Chứ còn mình cũng kêu gọi tức là mình cũng cũng nói tuyên truyền để cho những người gia đình rồi bạn bè mình là tránh những cái chỗ đông người ra, chúng nó Đúng lợi dụng đúng vào đúng. chỗ đông người mà nó làm càn, mà có khi những cái lực lượng an ninh của mình không được gì đâu, mà những cái người dân vô tội ấy, mà Là những mình người ta thiếu thông tin ấy, như những sinh viên rồi là ngày mùng 2 tháng 9 là nghỉ được nghỉ đi là chơi, đi mọi chơi, người đi thôi, là đi không biết chơi. chỗ đông người mà ra nó lại tưởng là an ninh mặc thường phục và nó làm nó cũng dã man lắm chị ạ. Mấy cái thằng Đúng rồi. ở trong nước ấy, nó em còn nghe thấy nó bảo là nó mang cái đinh 10 ấy, đinh 10 dài như này mà nó bảo đóng phập phất vào đầu mình từ trên xuống thì thôi cũng đi rồi, mà nó bảo vặn cổ nọ kia là nó cũng là manh động mà cũng là rất là tâm địa dã man lắm. Nhưng mà Tụi này chúng nó ác lắm chị, nó ác lắm em, nó ác. Tụi này nó rất là ác, nó tuyên truyền rất là ác độc. Còn có làm hay không thì mình tới 2 tháng 9 này là mình thì làm sao nó một con kiến mà nó chống lại cái đất việc nước của của mình mình đợi chúng nó vào dọ thôi chị ạ. đó, Những cái đợi chúng thành vào phần đầu nào mà như thế nào là lực lượng an ninh người ta nhận nắm được hết rồi, chứ còn mình thôi. cũng không 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 phải lo quá. Nhưng mà đấy là mình lên lên mạng thì mình cũng cũng nói cho đồng bào rồi, là những ai mà tránh ra để nó Tránh giảm tránh xa thiểu thương đau của đồng bào đi thôi, của ấy thôi. Chứ còn chị nói mà cả một cái hệ thống bên Việt Nam Cộng Hòa như thế, nhân dân mình cũng còn chiến thắng nữa là mấy cái thành đúng phần rồi, dân chủ cuội ở trong mấy nước đứa chị này là công ké thôi, điều nó làm nhá. như Mà vậy á chị thì nó ảnh hưởng tới nhá chị nhá, mà cái bà như là bà San Hải hay mấy bà gì Hải đấy chị nói đấy, Sanh là Hải, Sanh Hải. chắc chắn là cũng sống cũng không được lòng nhân dân ở cái ngay ở cái khu phố của bà ấy, hoặc là khu dân Đúng cư rồi của bà đó. ấy.
cái một cái người như thế là người ta không chơi, tại vì sống con người người ta bảo gần những người hiền thiện, tránh xa những kẻ xấu ác như bà ấy, tâm địa xấu ác như thế thì xấu ác như thế thì ai thèm chơi. Nên là kể cả là bạn bà thì cũng chắc là cũng chẳng có cái người bạn chân thành mà tốt, hoặc là những cái người mà bạn của bà ấy thì cũng người xấu thôi. Một cái người phụ nữ mà bây giờ có tuổi rồi, nhẽ phải lăng mà đi chùa xong niệm tụng kinh niệm Phật, trông con trông cháu cho con nó cái nó đi làm, rồi là hướng con cái nó đi những cái đường lương thiện ấy. Đây lại đi nên chống phá nhà nước, Trời là sức đúng lực được bao nhiêu để mà đi chống phá nhà nước như thế. Đấy là rồi. những cái thành phần mà thiếu hiểu biết thế thôi. Chị ơi, Đúng. thế lúc khác em Rồi. lên chia sẻ mọi người nhá. Rồi Bây giờ rồi. Rồi.